MSI GF63 mang thiết kế hiện đại và phong cách đặc trưng của dòng laptop chơi game MSI. Thiết kế đã đổi từ phong cách to bản, hầm hố sang phong cách thanh lịch, tối giản và di động hơn. Đây là chiếc laptop gaming có cân nặng nhẹ nhất trong phân khúc chỉ 1,8kg. Dù mức giá chưa đến 20 triệu nhưng GF63 vẫn được đầu tư về mặt thiết kế. Năm máy và bàn phím được làm từ kim loại có họa tiết phay xước. Nói chung về thiết kế không có gì quá nổi bật giống y hệt với mẫu thế hệ tiền nhiệm. Thế nhưng mình thích thiết kế này vì là laptop gaming thế nên là thật sự không nên cho quá nhiều chi tiết. Bề mặt chiếc này cho cảm giác sờ vào cực kỳ thích, mịn, phẳng lì thế nhưng khá bám vân tay, thế nên các bạn cần chú ý một chút là được. Và điểm nhấn của chiếc laptop này chính là chiếc logo MSI màu đỏ ở gần chính giữa, mang lại cho chúng ta cảm giác thanh thoát, đơn giản, lịch sự thế nhưng vẫn đậm chất gaming. Điểm mình thấy thú vị trên chiếc GF63 này chính là ở phần mặt dưới. Bình thường thì mọi người sẽ không quan tâm đến phần đáy lắm, nhưng ở phiên bản này, mặt dưới được thiết kế với khe thông gió hình chữ X ẩn vô cùng độc đáo. Phần mặt dưới này còn được cắt xẻ khá nhiều, mọi người có thể nhìn thấy được cả linh kiện ở bên trong luôn. Các chân đế thì được làm cao lên giúp tạo nhiều không gian hơn cho hệ thống tản nhiệt, loa của máy cũng như là tiếp xúc của máy với bề mặt của bàn. Về tổng thể, máy thì khá chắc chắn, mở máy ra sẽ là bản lề của máy ổn. Theo mình thấy thì nó đã cứng cáp hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ và không có gì đáng để phàn nàn cả. Màn hình của chiếc laptop này là màn hình có kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, viền siêu mỏng sẽ mang đến những trải nghiệm xem tuyệt vời. Màn hình này còn góp phần giúp cho kích thước máy gọn gàng hơn chỉ như những máy 14 inch, góc nhìn rộng, độ tương phản cao, nhờ đó trải nghiệm của người dùng cũng được tăng theo khi chơi các tựa game. Đến với bàn phím, GF63 không được tinh chỉnh bởi SteelSeries như các dòng laptop khác của MSI, tuy nhiên không vì thế mà chất lượng của nó lại kém. Khoảng cách giữa các phím hợp lý, cảm giác bấm ở mức trung bình vừa đủ để các bạn có thể chơi game cũng như là gõ văn bản. Hành trình phím khá nông nhưng phím bấm nảy và được làm lớn thế nên rất ít khi có thể bấm nhầm. Touchpad thì có kích thước lớn thế nhưng lại chỉ được làm từ nhựa, thế nên mỗi khi thao tác bấm các bạn sẽ phải dùng khá nhiều lực. Nhưng vì là laptop gaming thế nên mình thấy điều này cũng không đáng lo ngại, vì dù gì mọi người cũng sẽ dùng chuột để chơi game. MSI GF63 phiên bản này là một trong những laptop đầu tiên được trang bị bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 9, Intel Core i5 9300H, xung nhịp 2.4 GHz, Turbo Boost 4.1 GHz, bộ nhớ đệm 8MB, 4x8 luồng cho sức mạnh hơn 10% so với thế hệ trước. Ổ cứng 256GB đi kèm có thể cắm thêm ổ cứng HDD để lưu trữ nhiều hơn với chi phí tiết kiệm. Thế nên máy sẽ có tốc độ khởi động máy vào game cực kỳ nhanh, hiệu năng mạnh mẽ đủ sức để MSI GF63 chơi tốt mọi game, đặc biệt là các tựa game eSports phổ biến ở mức đồ họa cao. Về card đồ họa, VGA đồ họa rời của NVIDIA GeForce GTX 1650. Sức mạnh của GTX 1650 được nâng cao đáng kể so với người tiền nhiệm GTX 1050 Ti khi mạnh lên hơn tới 26%. Cổng kết nối máy sẽ được trang bị bao gồm nguồn, hai jack cắm tai nghe và mic, 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, 1 cổng LAN, HDMI và 1 mini DisplayPort. Các cổng này sẽ đảm bảo được nhu cầu thiết yếu của người dùng khi kết nối các thiết bị ngoại vi bên ngoài. MSI GF63 sử dụng công nghệ tản nhiệt mới, làm mát tốt hơn và độ ổn hơn 10% so với các thiết bị khác. Các bạn sẽ không phải lo đến việc máy quá nóng dẫn đến hiệu năng giảm khi chơi game. Máy sẽ tản nhiệt hiệu quả để tuổi thọ linh kiện được bền nhất và không gây khó chịu khi sử dụng. Như thường lệ thì MSI GF63 vẫn có 3 chế độ tùy chỉnh hiệu năng nhanh, có thể chuyển đổi qua lại chỉ với phím MSI Shift, đó là chế độ Sport và Color Push dành cho khi cần chơi game, các chế độ Comfort lúc sử dụng bình thường và chế độ Eco để tiết kiệm pin. Sự chuyển đổi này sẽ giúp các bạn tối ưu nguồn lực và thời lượng pin sử dụng ở các nhu cầu khác nhau. Và cuối cùng là âm thanh và thời lượng pin. MSI GF63 sử dụng bộ phần mềm và công nghệ âm thanh Dynamic 3, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm 3D dành cho các game thủ. Bên cạnh đó thì công nghệ Audio Boost sẽ cho chất âm chi tiết hơn 30% so với Audio Power và cổng tai nghe sẽ được mạ vàng. Nói qua một chút về Dynamic 3, công nghệ âm thanh này cho trải nghiệm vô cùng sống động, giống như là các bạn đang ở trong trò chơi. Đồng thời thì nó cũng tùy chỉnh theo hoạt động của các bạn như là nghe nhạc hay là xem phim. Ngoài ra thì Dynamic 3 cũng rất chú trọng cho việc thu âm qua microphone, âm thanh của các bạn phát ra sẽ to, rõ ràng hơn. Hầu hết thì với các game online hiện nay sẽ đều phải giao tiếp qua micro, chính vì vậy tính năng này rất quan trọng cho trải nghiệm chơi game. Thời lượng pin cũng khá ấn tượng khi có thể lên đến 7 tiếng đồng hồ và tùy theo mức độ game nặng bạn chơi mà thời lượng pin của GF63 có thể thay đổi. Các bạn đánh giá ra sao về MSI GF63 này? Đối với mức giá chưa đến 20 triệu thì mình hoàn toàn hài lòng với những trải nghiệm mà em này mang lại. Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!
Và khi mua sản phẩm này thì các bạn sẽ được tặng ngay tai nghe, ba lô, chuột đến luôn từ nhà MSI với tổng giá trị lên tới hơn 3 triệu đồng. Đường link của sản phẩm thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và đừng quên là like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.